đền thánh Đức Mẹ núi Montserrat. Kính thưa quý vị và anh chị em, diễn biến tình hình dịch bệnh tại Việt Nam ngày càng phức tạp. Chúng tôi xin quý vị và anh chị em đừng nản chí, nhưng kiên tâm cầu nguyện với chúng tôi trong buổi đọc kinh Mân Côi cùng với đền thánh Đức Mẹ núi Montserrat bên Tây Ban Nha. Vào lúc 7 giờ tối thứ tư đầu tháng, ngày 1 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn có hiệu quả. Tuy Vân xin thuộc hầu quý vị và anh chị em câu chuyện sau đây. Tháng 6 vừa qua, khi tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ trở nên hết sức kinh hoàng, chúng tôi có liên hệ với Đức Tổng Giám mục Peter Machado của Tổng giáo phận Bangalore để xin Ngài các video về tình hình cụ thể của Tổng giáo phận. Trong lúc trao đổi, Ngài mô tả tình hình kinh hoàng đến mức như sau. Trước tòa giám mục là một công viên gọi là công viên Coles. Người ta biến nó thành một lò hỏa tán khổng lồ. Mùi xác người bị thiêu lẫn trong không khí 24 trên 24 giờ. Đến mức Ngài không thể nói chuyện được lâu vì mỗi lần mở miệng ra là muốn nôn mửa. Những ngày nắng còn đỡ. Những ngày mưa, một mùi tanh nồng nặc khiến không ai trong tòa giám mục còn ăn nổi. Trước khi kết thúc, Ngài yêu cầu chúng tôi cầu nguyện và nói rằng lời cầu nguyện có hiệu quả. Trong bối cảnh kinh hoàng như thế, cộng đoàn ở đền thánh Đức Mẹ và Lan Khani, nơi nổi tiếng chuyên chăm cầu nguyện, chầu thánh thể liên tục, không ai bị sao cả. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Mẹ Montserrat, tiếng Catalan gọi là Mère de Dieu de Montserrat, là một tước hiệu của Đức Mẹ gắn liền với bức tượng của Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng được tôn kính tại tu viện Santa Maria de Montserrat trên núi Montserrat ở Catalonia, Tây Ban Nha. Đức Mẹ Montserrat là quan thầy của Catalonia. Bài thánh ca chúc mừng Đức Mẹ Montserrat được gọi là El Verolai và được hát vào buổi trưa mỗi ngày bởi dàn hợp sướng của các cậu bé Ascolonia de Montserrat. Đức giáo hoàng Leo thứ 13 đã tặng bức tượng của đức mẹ, một vương miện vào ngày 11 tháng 9 năm 1881. Một số người tin rằng bức tượng này đã được chạm khắc ở Jerusalem trong thời kỳ sơ khai của giáo hội. Cũng có các giả thuyết theo đó bức tượng này là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách Roma trên gỗ từ cuối thế kỷ 12. Một bức tượng tương tự được làm vào thế kỷ 18 cũng được trưng bày trong đền thờ Thánh Phaero. Trước đây được lưu trữ trong Bảo tàng Vatican, Tổng thống Brazil Jair Goulart đã tặng bức tượng này cho tòa thánh trong cuộc bầu cử giáo hoàng của Đức Thánh Cha Paulo Đệ Lục vào năm 1963. Bức tượng đó đã luôn được trưng bày trong các thánh lễ giáo hoàng kể từ thời Đức Benedicto 16 Núi Montserrat đã có ý nghĩa tôn giáo từ thời trước Kitô giáo khi người La Mã xây dựng một ngôi đền để tôn vinh nữ thần La Mã Venus, tiếng Việt gọi là thần vệ nữ. Bức tượng của Đức Mẹ thường được người Tây Ban Nha gọi là La Moreneta, như ta thấy hiện nay đã được chuyển đến núi Montserrat vào năm 718 để tránh nguy hiểm khi quân Hồi giáo tấn công Tây Ban Nha. Truyền thuyết kể rằng, các tu sĩ dòng biển Đức đã không thể nào di chuyển bức tượng đến một nơi định trước để xây dựng tu viện của họ và đền thánh Đức Mẹ. Vì thế, họ tin rằng Đức Mẹ muốn xây đền thánh Đức Mẹ ở ngay nơi đó. Vì thế, các vị đã xây dựng mọi thứ xung quanh bức tường của Đức Mẹ. Nơi tôn kính bức tượng nằm ở phía sau nhà nguyện, nơi có một bàn thờ bằng vàng bao quanh bức tượng Đức Mẹ và hiện là một địa điểm hành hương. Bức tượng La Maraneta cao 95cm mô tả Đức Mẹ với thân hình gầy gò khuôn mặt thon dài. Mẹ cầm một quả địa cầu bên tay phải của mình. Bàn tay của chú Hài Đồng được nâng lên trong một lời chúc phúc chính thức và truyền thống của phương Đông. Nhiều ơn lạ đã xảy ra với các khách hành hương đền thánh Đức Mẹ Montserrat. Trường hợp thánh Peter Nolasco là một ví dụ. Sau khi hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Montserrat vào khoảng năm 1203, Peter Nolasco đã đến Barcelona, nơi ông bắt đầu thực hiện nhiều công việc bãi ái khác nhau. Nolasco cũng quan tâm đến hoàn cảnh của các tín hữu Kitô bị bắt trong các cuộc đột kích của người Moorish và quyết định thành lập một dòng tu để nâng đỡ những người bất hạnh này. Thánh Y Nhã là một ví dụ thứ hai. Sau khi hồi phục sau các vết thương trong cuộc chiến đấu ở Ý, Thánh Y Nhã đã đến thăm tu viện dòng biển Đức ở Montserrat vào ngày 25 tháng 3 năm 1522, nơi Ngài đã đặt quân trang của mình trước di ảnh. Sau đó, Ngài trải qua một thời kỳ khổ hạnh trước khi thành lập dòng tên. cầu nguyện cho các bệnh nhân. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước tình cảnh ngặt nghèo hiện nay, xin cùng chúng tôi đọc lời nguyện sau để xin cha Thánh Pio cầu bầu cho các bệnh nhân. Lạy cha Thánh Pio, Ngài đã thánh hóa nỗi đau trần gian qua những đau khổ của mình. Và Ngài đã cho chúng con một tấm gương về đức tin và sự vâng phục thánh ý Chúa là thiên chúa của chúng con cha luôn tỏ ra nhân từ và thương xót những người đau yếu và qua cha chúa đã thực hiện những phép lạ và công việc chữa lành lạy cha thánh pio chúng con đặt những người thân yêu của chúng con những người bị bệnh trong tay của cha chúng con đặt dưới sự chăm sóc của cha tất cả những người đang phải chiến đấu giành giật sự sống với những con virus quái ác và cả những người mắc bệnh nan y, những người không còn hy vọng trên trần thế. Và chúng con khẩn khoản xin Cha thực hiện một công việc kỳ diệu là chữa lành cho họ. Lạy Cha thánh Pio, xin chấp nhận lời cầu nguyện này để các bệnh nhân được chữa lành và hồi phục xin ngài lau khô nước mắt của họ ban cho họ niềm tin và hy vọng ngay cả khi họ cảm thấy sợ hãi xin canh tân đức tin của họ để họ có thể tin rằng mọi thứ đều có thể được nếu đó là thánh ý thiên chúa xin cha ở bên họ mỗi ngày trong lúc yếu đuối và đau đớn xin hãy bao bọc họ bằng lòng thương cảm để họ không bao giờ thiếu sức mạnh và sự dũng cảm để đối đầu với bệnh tật với lòng quyết tâm lạy cha thánh pio nhờ sự chuyển cầu của cha xin cho quyền năng của thiên chúa và chúa thánh thần tràn qua từng tế bào trong cơ thể họ tận sâu trong tâm hồn họ để thanh tẩy và chữa lành họ khỏi mọi đau khổ khi con nghĩ đến năm dấu thánh của Chúa Kitô và về thập tự giá Chúa đã phải chịu, con nghĩ rằng con qua tội lỗi của mình, con đã làm cho đau khổ của Chúa càng lớn hơn. Lạy cha thánh Pio, con biết rằng để cầu xin sự chữa lành cho một người thân yêu, đức tin của con phải mạnh mẽ và vì vậy, xin cha mở rộng tâm hồn con lạy cha thánh phi để lời cầu nguyện xin ơn chữa lành của con xứng đáng được lắng nghe trên các tầng trời xin cha tăng cường hy vọng của con rằng bệnh nhân mà con đang cầu xin đây có thể được chữa lành lạy cha thánh phi xin cầu bầu cùng chúa cho bệnh nhân con đang xin cùng cha để người ấy có thể được phục hồi theo thánh ý chúa cha Lạy Cha Thánh Pio, Cha là người hướng dẫn con, niềm vui của trái tim con, tấm gương của con về một cuộc đời đã sống cho Chúa Kitô. Xin ban cho người thân yêu của con có thể được chữa lành vì vinh quang của Chúa chúng con, Đấng hằng sống và trị vì qua các thời đại. Amen.